Hello, xin chào các bạn. Đây là ngôi nhà của Dũng, sống từ nhỏ tới lớn ở đây. Bây giờ thì Dũng đang có mặt ở Vĩnh Long. Từ Sài Gòn chạy Vĩnh Long khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đường cũng hơi khó khăn chút xíu nhưng mà không sao. Bây giờ là Dũng phải xông vào bếp để mà nấu bữa ăn cơm trưa cho má Dũng lên. Bà đang chờ Dũng đấy. Mời mọi người nhé. Mời. Hello, xin chào mọi người. Và bây giờ thì Dũng đã có mặt trong căn bếp ở nhà Dũng. Đây không phải là căn bếp chính mà là căn bếp mà giả chiến thôi, ở phía sau nhà Dũng. Còn đây là cái con sông mà ngày xưa là Dũng phải bơi, chắc cũng phải là rất là mệt mỏi mới sang được bên kia. Nhưng mà bây giờ thì nó đã cạn rồi, thì nó không còn lớn như ngày xưa nữa. Và mọi người thấy ở phía sau thì cũng rất là đẹp, cây xanh đồ. Và không gian ở đây thì rất là thoáng. Và ngày hôm nay thì Dũng muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đó là đây là kênh vlog đầu tiên của Dũng, cũng là số đầu tiên mà Dũng gửi đến tất cả các bạn. Và hy vọng là những tập tiếp theo nữa sẽ là người bạn đồng hành, là một người bạn thân thiết của các bạn nhé. Các bạn biết không, nếu như ai đã từng theo dõi Dũng từ những năm 1997 tới ngày hôm nay thì mọi người cũng biết là Dũng là một diễn viên, đóng rất là nhiều vai ác thiện, nói chung là tất cả các loại vai Dũng đều đóng qua hết. Nhưng mà cũng có rất là ít người biết Dũng là đầu bếp và có một cái giấc mơ trở thành một đầu bếp. Thì sau đó thì khi mà Dũng được may mắn vào sức sống mới thì Dũng có một cái giấc mơ nữa là muốn làm một cái kênh riêng cho mình, một cái chương trình dành cho bản thân mình, đó là Cooking or Travel, có nghĩa là vừa nấu ăn mà vừa du lịch luôn. Nhưng mà lúc đó thì tất cả mọi thứ đều cần có một cái kinh phí rất là lớn, một ekip rất là lớn. Thế là giấc mơ vẫn là giấc mơ tan thành mây khói. Và sau này nữa thì bắt đầu Dũng có một cái ý niệm là mình sẽ làm đầu bếp ở trong một cái nhà hàng, mình sẽ nấu ăn cho mọi người. Thế là hùng tiền với bạn bè cũng làm hùng hạp, làm rất là nhiều thứ. Và nhà hàng cũng chuẩn bị khai trương xong, dịch tới đóng cửa, không làm nữa. Thế là cái giấc mơ của Dũng đã dồn vô cái bếp này, một cái vlog của Dũng. Và Dũng rất là thích được nấu ăn. Và thực ra thì khi mà Dũng nấu ăn thì Dũng không có, các bạn nhớ là Dũng không có một cái khái niệm hoặc cái ý niệm là sẽ dạy dỗ hay là hướng dẫn cho ai nấu ăn hết. Mà đây là những cái món ăn Dũng đã từng nấu ăn qua, hoặc là Dũng đã từng được những người bạn nấu cho Dũng ăn và Dũng cảm nhận được đó là món ngon và Dũng giới thiệu mọi người. Và đây là cái món ăn mà kỷ niệm của Dũng trong suốt cái quá trình mà tuổi thơ của Dũng lớn lên là do mẹ Dũng nấu. Và chính vì ngày hôm nay Dũng muốn nấu lại những món ăn đó, và biết đâu thì chúng ta sẽ thấy được lại cái tuổi thơ của mình, những cái hồi ức ngày xưa. Và ngày hôm nay thì xin mời các bạn chúng ta cùng vào bếp nhé. Và cái món ngày hôm nay thì sẽ là cái món đặc sản của nhà Dũng luôn, một cái món mà nhà Dũng rất là thích, mà mẹ Dũng là ngày xưa cũng hay nấu Dũng ăn. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi, ngày xưa không phải là có tiền nhiều để mà nấu món này đâu. Đó là lòng heo khìa nước dừa. Giờ chúng ta cùng vào bếp nhé. Như Dũng đã giới thiệu thì chúng ta sẽ có một món lòng heo khìa nước dừa. Mà nói tới lòng heo thì có thể làm rất là nhiều món ăn ngon. Chẳng hạn như chúng ta sẽ nấu cháo lòng heo, đúng không nào? Và thứ hai nữa là khìa. Nói về khìa nước dừa thì thực ra thì cái món này cũng không có gì mà gọi là quá khó hay là có bí kíp gì cả. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là làm sao mà để mọi người có thể ăn được. Nhưng mà riêng bản thân Dũng nghe, Dũng không bao giờ dùng cái gọi là ngũ di hương. Tại vì sao? Thực ra thì bản thân cái lòng heo nó đã thơm ngon và nước dừa cũng đã rất là ngon rồi, nên Dũng làm một cái nó thuần, gọi là thuần miền Tây. Tại vì miền Tây Nam Bộ thì hầu như là mọi người không có ít cứ khi dùng ngũ vị hương. Như Dũng đã giới thiệu đến mọi người là hôm nay chúng ta sẽ có lòng heo khìa nước dừa, đúng không nào? Thì cái điều đầu tiên nhất là chúng ta ra chợ chọn cái lòng heo thật là tươi ngon. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta chọn được lòng heo tươi ngon thì cái chảo khìa phá lấu của chúng ta nó sẽ được ngon hơn. Nếu mà chúng ta mua mà để nó qua khoảng chừng tới trưa thì nó sẽ không còn ngon nữa. Nên vì vậy mà phải gọi điện đặt trước. Hôm nay đặt, ngày mai sáng chúng ta sẽ lấy. Rồi, thì hôm nay thì trong cái chảo lòng heo khìa phá lấu của Dũng thì nó có tử nè, lỗ tai heo nè, phèo non nè, thịt bắp nè. Rồi, xong, thế thôi. Và một cái lưỡi heo nữa, quên. Rồi tất cả mọi thứ thì Dũng đã làm sạch hết.
mọi người cũng biết là cái quá trình mà làm sạch những cái bộ phận này thì nó cũng không có gì gọi là khó. Thì chúng ta sẽ mua về, trước tiên là chúng ta phải trụng qua nước sôi, chúng ta phải cạo lưỡi bao tử hết và dùng muối, chanh và gừng chấm, nói chung là rượu nữa, nói chung là chúng ta dùng những phương pháp dân gian để chúng ta khử cái mùi. Và sau khi làm sạch xong thì chúng ta sẽ bắt đầu nấu nha. Đây. Chơi ác vậy đó. Thì còn mới nói là đây. Cho một ít đường và tỏi vào. Tại sao Dũng không có bầm tỏi cho nó nhuyễn hay là tại vì Dũng muốn là khi mà chúng ta ăn cái miếng phá lấu thì chúng ta sẽ còn cái miếng tỏi trong đó thì nó ăn sẽ rất là ngon. Và lần đầu tiên Dũng nấu một cái bếp sau mấy chục năm, thật sự luôn nó khói nó bay. Ấy da. Cái phần đường nó đang vàng lên. Tỏi cũng đã vàng lên. Rồi, các bạn thấy không, sau khi mà thịt nó đã săn rồi thì chúng ta sẽ cái phần dừa. Thêm một trái nữa mới đủ, tại vì á, khi mà chúng ta khè thì thật ra thì chúng ta phải cho nước nó ngập cái phần thịt, cái phần lòng. Thì như thế thì nó cái phần bao tử nó mới mềm được. Hình như là hai trái vẫn không đủ đúng không? Thôi mình làm thêm một trái nữa đi. Đây. Đây. Thực ra là đã mấy chục năm rồi Dũng mới dùng cái bếp cũ như thế này nấu ăn mà tao nói nước mắt nước mũi nó chảy như thế này. Và hy vọng đây là cái số đầu tiên, chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng mà số thứ hai đảm bảo là sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Các bạn biết không, sau khi mà Dũng đã bắt đầu xào và cho nước dừa vào thì bây giờ mọi người thấy là nó đã sôi rồi đúng không? Đấy. Khi mà Dũng khìa thì Dũng có một cái cách làm riêng của mình là Dũng sẽ không có nêm nếm trước. Dũng chỉ xào cho nó săn và sau đó cho nước dừa vào. Và đây là cái giai đoạn bắt đầu Dũng sẽ bắt đầu nêm từ từ vô thì nó cũng sẽ rất là ngon. Đấy. Cho một ít hạt nêm vô nha. Một ít đường. Tiêu. Rồi,
Thì bây giờ thì chúng ta cứ thế mà để lửa nó riu riu như thế này, và chắc khoảng các bạn thấy không, món phá lấu của Dũng đã chuẩn bị rồi, hoàn thành rồi. Bây giờ nước nó đã rất là sệt và màu sắc rất là đẹp. Thực ra thì với cái món phá lấu này có rất là nhiều người làm theo nhiều cái cách, giống như là người Hoa người ta dùng rất là nhiều gia vị để mà ướp, để mà làm cái món này. Nhưng mà riêng cái món phá lấu ở miền Tây của Dũng thì hầu như là mọi người không sử dụng gì cả, chỉ sử dụng là tiêu, tỏi và những cái loại mà để gia vị để nêm, và đặc biệt là nước cốt dừa. Nước dừa chứ không phải là nước cốt dừa. Và có những người lại thích ăn cốt dừa, là chẳng hạn là sau khi người ta làm xong hết, người ta mới sắc ra, cái người ta mới bỏ lại chảo nữa, người ta xào lên, cái ta cho nước cốt dảo, cái nước cốt đặc vô, nó ta xào thành một cái món là gọi là phá lấu khìa nước cốt dừa. Ăn nó béo, béo vô cùng luôn. Nhưng mà cái món đó thì dân tập siêu dụng, Dũng không có sử dụng món đó, nên chỉ tới đây là thôi. Và chúng ta sẽ sử dụng là chấm với bánh mì. Và bây giờ thì đây, bây giờ cái món phá lấu Dũng ra kẹo rồi, Dũng sẽ vớt ra để nguội và sắc. Sau đó thì Dũng dọn cơm sẵn, mời má Dũng ra ăn với bánh mì nhé. Sẽ vớt ra cái dĩa và để cho nó nguội, sau đó xách ra dĩa mời má ăn cơm. Khi mà Dũng cầm trên tay cái dĩa này á, là các bạn biết không, cái thông điệp của nó ghê gớm lắm. Hồi lúc mà Dũng sinh ra cho lúc mà tới lúc mà Dũng biết là nó đã có trong nhà Dũng rồi. Để hỏi thử nó bao nhiêu nha, nó bao nhiêu năm nữa. Chị Tư ơi, cái dĩa này nè, nè cái dĩa này nè, nó có từ khi nào vậy Tư? 73. 73. Năm 75 má mua đó, má đi chợ Cầu Ngang mua. À, có nghĩa là mua năm 75 là có nghĩa là trước đó người ta đã sản xuất rất là lâu rồi. Rồi. Nó hơn 50 năm mà nó chưa có bị gì hết á. Và nó xuất sắc. Đây, vớt ra. Đây là thành phẩm của Dũng, phá lấu khì nước dừa xong. Bây giờ Dũng sẽ bắt đầu sắc nhá. Đây là cái phần nước cốt, cái phần này để mà chấm bánh mì ăn ngon xuất sắc luôn. Đây, giờ chúng ta sắc nhé.
đây. Xong rồi bác ơi, ăn cơm. Đây, hôm nay là món phá lấu khì nước dừa. Món này má thích, ngày xưa má làm cho con ăn đó. Má lột tỏi hả? Đây, 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 còn lột chưa? Ai? Đây, má nhớ cái món này hồi xưa má làm cho con ăn không? Nhớ. Nhớ không? Tám mấy tuổi rồi, có nhớ không đó? Tám nhớ mày. Hồi đó tao mua là lỗ tai heo. Dạ. Rồi da heo. Ừ. Dạ. Cái ốp của cái thì à. Dạ. Rồi cái sắc ra cái cho tụi con ăn cơm nữa. Rồi con nhớ mà. Nói chung là hôm nay con sẽ làm lại cho má ăn. Nhưng mà không biết là có ngon như má ngày xưa không biết nữa. À các bạn biết không? Tại sao Dũng lấy cái dĩa này để mà đựng đồ ăn trong cái bữa cơm ngày hôm nay? Đây hồi xưa cái dĩa này á, lúc mà Dũng thôi nôi đầy tháng á, má đã mua về để mà làm tiệc rồi. Bây giờ nó có thâm niên là ít nhất là phải trên 50 năm. Mà nó không có mẻ, không biết sức gì hết. Chắc Dũng để sau này khi mà Dũng già 80 tuổi cho con cháu để lại chắc thành dĩa cổ mà. Mang đi nè, đây. Rồi đó. Đây bánh mì nè, với thịt nó con đã bỏ sẵn má nè. Má thử coi, má thử coi. Thử coi. Thử coi cho điểm rồi. Con quá vừa ăn quá. Vừa ăn lắm. Vừa ăn hả? Có bị dai không? Không. Cái này cái ruột mà cũng ngon quá. Cái này cái phèo non. Ừ, ăn thử coi. Nó mềm lắm. Ăn rồi, ăn mấy không? Ngon quá. Bắp. Má ăn ngon không? Ngon lắm. Các bạn nghe má Dũng nói không? Ngon lắm. Có nghe là con nấu mẹ khen. Các bạn thân mến, bữa cơm gia đình của Dũng đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở số sau nhé. Nhớ đăng ký like và share kênh của Dũng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào khán giả ông con mất.